ghi nhận tại chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 1. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại chợ để chọn mua lễ vật cúng ông Công, ông Táo. Mua thường là những cái lễ vật cúng ông Táo, giống như là quần áo cho ông Táo trước nè, rồi trái cây, hoa quả, rồi chè xôi, bánh mứt, rồi nếu mà và cá chép. Nếu cá chép thì mình có thể nếu mà chị thả dưới sông hoặc là thả hồ thì chị sẽ mua cá sống, còn không là chị mua có những cái lễ vật hình đèn cá chép á, chị gửi cúng cho ông. Nó lễ vật đưa, nói chung là không thiếu lễ vật theo cái truyền thống của người Việt Nam mình. Đó là cái gia đình của chị hàng năm là như vậy. Là truyền thống hay là mình nghĩ nó là tâm linh? Đây là truyền thống của gia đình chị, nên là chị ra đây là chị mua với giống như là mua sỉ luôn vậy. Tại vì cái này là cái phong tục hàng năm của ông bà mình hồi nào giờ, trước giải phóng là sao thành ra con thấy cái phong tục lại này mình nhớ, mình cứ hàng năm nhớ điều sắm sửa này, mình nhớ trong lòng mình nao nhất là cái đón Tết, là thấy Tết đã đến, xuân đã về đó, thành ra mình không có bỏ được, dù nghèo cách mấy cũng phải ra mà đi mua những cái lễ vật để mình hai nữa kỳ cho đời sau, rồi có con có cháu mình phải nhớ những cái gì, cái kỷ niệm với phong tục cái xa xưa của ông bà mình để lại. Theo một số tiểu thương chợ Bình Tây, họ đã bắt đầu tất bật đóng hàng đi cho khách sỉ từ tuần trước. Khách lẻ đến mua muộn hơn. Năm nay, mẫu mã và giá cả các mặt hàng đồ cúng không thay đổi nhiều. Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo gồm hài, nón, cá chép có giá từ 30.000 đồng đến 200.000 đồng tùy vào chất liệu và kích cỡ. Quần áo từ 15.000 đến 25.000 đồng một bộ. Trong đó, mặt hàng nhiều người quan tâm nhất vẫn là bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người cũng đang mua cá chép tại đây. Cá chép ít ai mua cận ngày vì hiếm hàng và giá đắt hơn bình thường. Mọi người sẽ mua trước 1 đến 2 ngày, sau đó thả hồ trong nhà hoặc bỏ thùng phi cho cá không bị chết. Đúng ngày 23 thì thả cá phóng sinh. Theo phong tục của người Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp, ông Công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo những chuyện xảy ra trong gia đình người dân với Ngọc Hoàng. Cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công.